Lời đầu tiên xin chào tất cả các anh em cầu thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 9 cái cần, trong đó có một số cây là chuyên cho anh em bạo lực và một số cây hen chi đến cảm giác. Có hai cây cắm gốc gồm đai hoa để anh em đánh đáy. Hàng thì em bán hàng thì em giao hàng toàn quốc nha anh em. Cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống như clip em quay á, anh em có thể gửi về cho em. Rồi, cảm ơn anh em. Đây, để em lên cái thứ nhất cho mọi người xem nha. Đây, đây là một cây cần Hachi chi hàng sắn ít sắn nha anh em, hồng sắn ít sắn nở quăng. Đây anh em có thể thấy hàng sử dụng là fan Fuji. Hàng này do mấy anh Nhật đánh quấn này á, em không có nhìn thấy cái hiệu ra được. Thấy không, sắn nổi gân. Nói chung là cần này là đọt, ở trên đây là đọt thấp, đọt nó làm cho dịu cái cần lại. À. Sắn nha anh em, hàng carbon sắn. Này cây này bass là bass Fuji. Cây này nặng là 120 gram, có tổng cộng là 9 phen, kể 8 phen kể cả đầu bu. Chiều dài là 1,7 m nha anh em. Đọt là 1 ly, độ cứng tầm 20 đến 30. Cây này 1,7 m. Còn khá là đẹp, khá là xịn sò. Cần được quấn chỉ nha anh em. Máy chiều. Rồi đây cây số 1 nha anh em. Cây số 1 có giá là 600k nha anh em. Một cây Han Chi khá là ok, khá là đẹp. Cây này em đánh giá ngoại hình tầm khoảng 90%, không có chất xước gì lớn hết. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Đây, lên cây số 2 cho mọi người xem. Cây số 2 là một cây Nissin nha anh em, hàng thương hiệu nội địa Nhật. Cây này cất nặng là 130 gram, có tổng cộng là 10 phen kể cả đầu bu. Đọt là 1 ly mốt. Đây, hàng khá là ok. Bát là bát Fuji nha anh em, bát Fuji Japan. Hàng này hàng nội địa nha anh em, hàng này hiếm lắm. Hàng Nissin nè. Chiều dài 2,1 m, độ cứng là 25. Hàng trắng bóng. Phen đây anh em, sử dụng phen là phen Fuji, xứ là xứ xám nha. Đó. Đây hàng hàng này là hàng carbon nha anh em. Carbon sẵn đây. Ở trên đây nó phủ lớp sơn sơn trắng nên nhìn khó thấy carbon nó sáng, nhưng mà điện thoại nó khó lấy nét lắm, nhưng mà gờ tay á có cảm thấy cảm nhận được để nó sáng đây. Đó, thấy à. Cây này mới đảm bảo với anh em phải trên 90%, tầm 90-95%. Đọt là đọt thấp, đọt cứng tầm 25 nha anh em, hãng nó ghi là 25. Đó, một cây thương hiệu nội địa Nhật Nissin Henchy. Cái này thích hợp cho anh em đi câu bè, câu cá, hoặc câu cá cha, câu cá chê, câu chim. Mấy cây này đánh cá là bao phê, có thể đi đánh tôm luôn. Nó bắt Fuji bắt kẹp. Rồi giá công khai cây thứ hai anh em, cây số 2 giá công khai là 800k. Đó, một cây hàng nội địa Nhật Nissin. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 3, một cây hàng đẳng cấp, một cây đai hoa đời cao nha anh em. Đây đai hoa đời cao, phen là phen Fuji sứ đen. Phen Fuji sứ đen nha anh em. Đây Fuji đây. Làm đây nét. Chữ Fuji xứ đen anh em. Bát bát Fuji, bát đại cao, bát đại qua. Khá là ok, khá là đẹp nha. Cây này có chiều dài là 1,9 m nha anh em. Hàng cắm gốc. Đầu bu chống sắn, đầu bu Fuji luôn nha. Để em đập thông số cần. Đây.
Cái này được sản xuất tại Việt Nam, xuất Nhật, tem xuất Nhật, mã code tới đây. Độ cứng là độ cứng M, chiều dài 1m9. Đây, hàng đây qua nha anh em. Anh em có thể search cái này lên mạng Google, nó sẽ ra giá và giá tiền và xuất. Đây, cây này em đo là tổng cộng là nặng là 200 gram. Gồm 11 phen kể cả đầu bu, đọt là gồm 11 phen kể cả đầu bu, đọt là 1 ly 6 nha anh em. Cái độ cứng tầm 50, từ 50 đến 80. Đó. Khá là ok nha. Phen là phen đầu bu chống sắn nguyên zin nha anh em, hàng Fuji. Đó. Thu gọn lại là 105 cm. Đó, đây tổng sơ quan qua cái cần. Cây sàn này thì em đảm bảo với anh em mới tầm khoảng 95% ăn lên. Đó. Tới 98% thôi. Đó. Nói chung là cần này nó không có xước xát gì nhiều, không dính bụi bặm gì hết. Ok, cắm gốc hàng đại qua. Đó. Số dàn phen là dàn phen Fuji luôn, bu Fuji luôn. Đó. Hàng carbon nha anh em. Đó. Khá là ok. Rồi, giá công khai cây luôn nha mọi người. Giá công khai cây này là giá 1 triệu 2 nha anh em. 1 triệu 2. Đây, tem xuất nội địa Nhật. Đó. Giá 1 triệu 2 nha. Cây số 3 giá 1 triệu 2. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Tiếp tục lên là một cây đai hoa nha anh em. Cây số 4 vẫn là một cây đai hoa. Tem nội địa Nhật đây, đó, một cây cần đai hoa nội địa Nhật. Bát, bát thì bát đai hoa nha anh em. Đó. Cây này là một cây đai hoa sáng ít, đó, có chiều dài là 1m6. Đây, đai hoa sáng ít nha, đọt là đọt sáng ít. Có độ cứng từ 80 đến 120. Đây, sáng ít nha anh em, đọt ở trên là đọt thấp, tăng độ cứng của cần lên, khá là cứng. Hàng này chia cho anh em đi đánh đáy rồi, đánh biển. Sở hữu dòng phen là dòng phen Fuji nha anh em. Đây, trong đây, nó sở hữu phen là phen Fuji. Cây này nặng là 250 gram, thu gọn là 195 cm, có tổng cộng 6 phen kể cả đầu bu, đọt là 2 ly, đọt khá là ok. Đó. Cây này là cây cắm gốc nha mọi người. Đó. Đây, sáng ít nha anh em, carbon 2 da. Rất là đẹp, cây này rất là đẹp. Cây này tầm khoảng 90%. Độ mới tầm khoảng 90%. Thấy không? Độ nảy rất là cao. Carbon 2 da, sáng ít. Phen Fuji. Hàng cắm gốc. Dài 100, dài 1m6. Hàng đây qua nội địa Nhật. Đó. Một cây cần cá xịn sò. Rồi, giá công khai cây luôn nha mọi người. Giá công khai cây này vẫn là 1,2 triệu. Đó. Cây này chuyên cho anh em đi đánh biển, đánh bè rất là tiện lợi. Tiếp theo sẽ là một cây cần số 5. Cây cần số 5 là một cây cần hàng Korea. Lay up. Cây này là dài, cây này dài 2m7 anh em. Hàng của Korea. Đó. Thông số là độ cứng từ 40 đến 100. Sở hữu dàn phen là dàn Fuji. Đó. Dàn phen khá là xịn sò, bát là bát Fuji. Hàng là hàng carbon nha anh em. Hàng carbon. Đó. Đây, đó, phen Fuji. Nói chung là cây này khá là ok. Cây này chuyên cho anh em đi câu biển nha. Anh em đi đánh bè có thể lấy cây này. Cây này chiều dài là 2m7. Đó. Đó, bu nó đây. Đó, bu là bu chống sắn nha mọi người. Hàng này nguyên zin, nguyên kiện, không độ chế nha, không mắc một phen nào luôn, một tắc nào luôn.
Cây này nặng là 250 gram, thu gọn là 110 170 cm, gồm 14 phen, đọt là 2 ly. Đó. Đây, đọt tầm 2 ly nha. Độ cứng cây này tầm khoảng rơi vào khoảng 50 80 nha mọi người. Đó. Nó để trên đây là tầm khoảng 40 trăm, nhưng mà em đo nếu anh tính thì tầm khoảng 50 80 thôi. Đó, sở hữu dòng phen Fuji khá là xịn sò. Đây, sẽ cái cần vào cho anh em xem. Đó. Nói chung cần này có xuất sắc, đây nó chốc miếng mớp này tí. Đó, hình khá là ok. Đây, xước này tí. Nói chung nó cần không lỗi. Hàng carbon nha. Cần không lỗi đó. Hàng này thì em không biết nó chiên đánh cái gì luôn. Rồi, bát ta bát Fuji nha, tem vàng. Hàng này hàng nổi, hàng Korea xuất Nhật nha mọi người. Rồi, giá công khai cây luôn, giá công khai là 800k nha. Tiếp theo là những cây cầm hai khúc hàng bạo lực. Đây. Một cây này là một cây Alpha Taco nha anh em. Alpha Taco. Hàng nổi sắn nổi dân găng luôn. Đó. Hàng Alpha Taco, hàng nguyên nguyên cây luôn, không có gấp rút, không có độ đọt gì hết. Alpha Taco, hàng độ cứng 50 và 2m4. Độ cứng khá là chuẩn cho anh em đi đánh tra. Để em chiều ở đây cho anh em dễ thấy. À, cây này là nặng 250 gram, có tổng cộng là 8 phen kể cả đầu bu, đọt là 3 ly. Hàng phen nó là sử dụng là phen Fuji Seed, chân xám dạ quang anh em, phen Fuji dạ quang carbon sắn toàn thân. Bát là bát Fuji nha, bát Fuji Japan. Đó. Cây này là cây Hà Nội đi Nhật, hàng Alpha Coco. Hàng sắn thì khỏi nói. Sắn từ tích tới ngọn anh em, ngọn là không có gáp lại. Ngọn là vẫn là ngọn carbon, đó. Sắn tới ngọn. Độ mới cây này tầm rơi vào tầm khoảng 90-95%, không có sức nhiều. Đó. Hàng khá là ok, khá là đẹp nha anh em. Đây, tem. Tem carbon, biểu hiện của sấm sét dẫn điện. Đọt sắn này thấy không? Đó, đầu vô 3 ly. Đó, hàng này chuyên cho anh em đi đánh bạo lực nha, đánh tra, đánh hồ. Đó, đánh bè ok. Thông số là 2m4, cứng 50. Đó, đọt khá là cứng đây, carbon sắn này anh em thấy không? Càng này khá là đẹp. Mớp cũng còn khá là ok. Đó. Rồi, giá công khai cây luôn nha mọi người. Giá công khai cây này là 900k. Đó, hàng nội địa Nhật Alpha Taco. Hàng carbon carbon sen Alpha Taco. 900k. Tiếp theo là một cây cần khá là thương hiệu, một cây Kenjaki. Đó, Kenjaki cứng 120, độ cứng ha. Độ cứng 120, dài 2m4. Cây này thì em không cần giới thiệu qua anh em nhiều rồi. Đó, cây Kenjaki này là dạng Kenjaki sắn quăng nha anh em, không phải là Kenjaki sắn ít. Đó. Hàng đai qua cán được phủ gỗ. Phen là phen biển, phen Fuji. Fuji dạ quang nha anh em. Bát là bát Fuji. Đó. Nói chung là cần không lỗi. Chỉ có phần này nè, người ta dán keo, nó dính keo cái này thôi. Tất cả phần còn lại đều rất là mới. Kể cả phen. Đó. Hàng sắn quăng nhanh em. Kenjaki sắn quăng, đọt cứng 120, dài 2m4, chuyên cho anh em đi đánh biển nha, đánh biển đánh bao lực. Đánh biển đánh bao lực, giác cái này đi là chùm. À, cây này đọt là 4 ly nha anh em. Có tổng cộng là 7 phen kể cả đầu vu, đọt 4 ly, có tổng cộng là 7 phen kể cả đầu vu. Hàng cứng 120. Đó, carbon Kenjaki.
Rồi giá công khai cây luôn mọi người, giá công khai là 1,6 triệu cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 8, một cây hàng nội địa Nhật, hình như biểu tượng này của anh Fataco luôn đó. Đây hàng sắn nha anh em, sắn quăng. Hàng này thông số rất là chuẩn. Em đọc thông số trước. Cây này nặng là 300 g, có tổng cộng là 8 phen kể cả đầu u. Đọt là 3 ly 8. Thông số là 80 2m7, một thông số khá là chuẩn cho anh em đi đánh tra, đánh hồ, đánh biển luôn. Khá là chuẩn. Đây, hàng này hàng carbon sắn. Đó. Carbon sắn nguyên cây luôn nha anh em. Đó. Đọt là đọt carbon luôn nha, không có gáp khúc. Đây hạt đọt carbon luôn, có hết tổng cộng là 9 phen kể cả đồng bô. Phen là phen sứ dạ quang nha mọi người, nó phen Fuji sứ dạ quang, bát là bát Fuji. Nói chung ngoại hình cây cần này tầm khoảng 90-85%, nó chỉ bây giờ khúc này thôi. Nó về anh em chịu khó lau chùi lại giúp em, không có vết xước nào lớn hết. Hàng carbon sắn, độ cứng rất là chuẩn. 2m7 nha anh em. Hàng Alpha Taco. Rồi, giá công khai luôn nha mọi người. Giá công khai cây này là 1 triệu nha. Giá công khai 1 triệu. Hàng carbon phen tem Fuji, cây số 8 1 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Một cây cần nội địa cần Roman Roni Neolet. Cây này là 50 dài 2m7. Một cây hàng của chẳng biết hàng của ai luôn, phen là phen sứ trong nha anh em. Đó, đọt nó đây đó. Cây này cứng 50 dài 2m7, đọt khá là dẻo. Đọt là đọt đặc sở thiết tinh nha anh em. Đó. Bát là bát thẳng. Cây này là nặng 300 g, có tổng cộng 13 phen kể cả đầu bu. Đọt là 1 ly 6. Còn khá đẹp, cây này đảm bảo với anh em tầm khoảng trên 50 lông, tầm khoảng trên 90%. 90-95%. Đọt khá là ok. Cây số 9 giá bèo nhèo cho anh em luôn nha anh em. Cây số 9 giá bèo nhèo là 800 lông. Thôi, giá cây số 9 giá bèo nhèo cho anh em luôn nha. Giá bèo nhèo là 600k cộng ship. 2m7 cứng 50, hàng carbon. Cứng 50, giá 700k cộng ship. Đó, giá bèo nhèo luôn. Cán 3 khúc, cán đời cao. Đó. Giá 700k cộng ship, cán đời cao nha anh em. Còn khá là ok, càng đảm bảo với anh em phải trên 90-95%, không được trả về. Đó, đây có tem sức nội địa là mừng. Đó. Rồi, đó là tổng cộng 9 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ngày nào anh em có thể liên hệ thẳng với cho em, không thôi anh em bình luận mà để lại số điện thoại, em có tự liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em nhé.